Ban An toàn giao thông thị xã Phú Mỹ vừa sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 38 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 35 người chết, 15 người bị thương, gây hư hỏng 8 ô tô và 36 xe mô tô. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông tăng 8 vụ, tăng 10 người chết và tăng 3 người bị thương. Trong tổng số 38 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, 6 tháng đầu năm nay, có 33 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó 12 vụ xảy ra trên quốc lộ 51. Gần 45,5% vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khung giờ từ 18 đến 24 giờ. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân chưa cao, nhất là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không chú ý quan sát. Để hạn chế tai nạn giao thông, trong 6 tháng cuối năm, thị xã sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, gắn với việc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường nguy cơ cao về tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các điểm đen, những đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.